Hôm trước mình mua cái bịch bột tàn mì về mình làm bánh thuẫn ăn thì còn dư bột rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái bột tàn mì đó cùng với bột năng và nước sôi để mình làm há cảo ăn nha. Nhìn cái màu há cảo ra đẹp ha mọi người. Mình sử dụng cái hoa đậu biếc đó. Mình ngâm qua đêm thì nó sẽ ra một cái màu xanh đậm như thế này. Và khi mà làm há cảo thì mọi người nhớ là mình phải sử dụng nước thật là sôi nha. Và mình sẽ chế từ từ cái phần nước sôi vào. Mình không ước lượng được là bao nhiêu ml nước, nhưng mà mình cứ chế từ từ và mình nhào từ từ. Nếu mọi người chế nhiều quá một lần á thì bột mình á, nếu mà dư nước quá thì nó sẽ bị nhão và cái bánh mình nó sẽ không có thành công đâu. Hôm nay thì mình sẽ làm hai màu, một màu trắng và một màu xanh. Thì mình sử dụng 110g bột tàn mì và 30g bột năng. Mọi người trộn đều, sau đó thì mình sẽ cho thêm tí xíu muối vào. Mình bỏ nước sôi, mình nhào từ từ. Nhào bột há cảo này thì mình thấy cũng rất là đơn giản, chủ yếu là mọi người cứ chế nước từ từ và mình canh được cái bột khi nào mà nó mềm, nó dẻo á thì mình bắt đầu mình làm tạo hình cho bánh. Khi tạo hình cho bánh thì hôm nay mình sẽ làm cái màu xanh ở bên ngoài và màu trắng ở bên trong, cho nên mình sẽ cán dẹp cái màu xanh và bỏ cái màu trắng ở trong, mình cuộn tròn lại. Sau đó thì mình sẽ cắt ra những cái lát mỏng mỏng và mình sẽ cán dẹp ra. Thì cái bánh của mình hôm nay tạo hình nó sẽ giống như là một cái cây cải. Thường thường thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá dứa, nhưng mà hôm nay mình sử dụng thử màu xanh dương này. Tại vì mình thấy cái màu xanh dương này khi mình lên bánh há cảo thì cũng rất là đẹp. Và những cái màu này hoàn toàn là màu tự nhiên, cho nên là ăn cũng sẽ rất là tốt cho cơ thể. Cái phần bột mọi người nhớ là mình cán mỏng ở phía ngoài, và ở giữa thì mọi người để hơi dày dày tí xíu nha, để khi gói bánh thì bánh của mình nó sẽ không có bị rách. Khi mà cán ra thì nhìn khá là đẹp, và mọi người cũng không cần thiết là phải cán quá tròn đâu. Mình cứ cán dẹp ra và nó đều đều như thế này là được nè. Tại vì làm nhà ăn mà mọi người cứ cán dẹp ra là được. Và cái phần nhân hôm nay mình sử dụng đó là thịt nạc. Mình nêm vào đó một chút ít hắc xì dầu, hạt nêm và tiêu. Hôm nay mình làm đơn giản thôi, không có cần rau củ gì, tại vì nhà còn gì mình làm đó mà. Và tạo hình cho cái há cảo này thì cũng có rất là nhiều kiểu. Mọi người có thể tham khảo ở trên mạng để mình làm ra nhiều kiểu đẹp mắt. Nói chứ ngoài một cái món ăn ngon á thì cái hình thức đẹp á nó vẫn rất là quan trọng. Khi mình nhìn thấy cái đồ ăn mình nó đẹp, nó bắt mắt á thì mình cảm thấy ăn nó ngon miệng hơn rất là nhiều. Hôm nay mình gói há cảo thì mình sẽ gói 3 kiểu. Một kiểu là truyền thống nè, một kiểu là cây cải, và kiểu còn lại là cái hình bánh bao. Cái hình bánh bao đó thì một lát mình sẽ đem đi chiên. Há cảo chiên thì mọi người đã thử ăn chưa? Theo cảm nhận của mình thì há cảo chiên ăn rất là ngon. Cái phần đế thì giòn, bên trên thì há cảo mềm, dẻo nè. Còn phần nhân bên trong thì đậm đà, ăn rất là cuốn luôn. Đối với há cảo chiên thì mọi người sử dụng một cái chảo chống dính. Sau đó mình sẽ bỏ há cảo vào và thêm nước vào, đậy nắp lại. Hơi nước sẽ giúp cho bánh nó chín đều hơn. Khi mọi người thấy cái phần há cảo đã trong lại và chín thì mình sẽ thêm tí xíu dầu vào để giúp cho cái phần đáy của mình nó giòn hơn. Há cảo làm từ bột tàn mì và bột năng, mình cảm thấy ăn rất là ngon. Cái vỏ thì mềm dẻo, ăn không khác gì cái bịch bột pha sẵn mua ngoài tiệm.